rực cháy đốt thiêu mọi nơi. Lửa là trò chơi khiến ta quên buồn, nóng là lửa mà lửa điên là ta. Đó là magma rất vui khi được á. Magma là ta, lửa dung nham là càng trắng tha. Ác đẳng cấp, ác tiên là ta. Mấy chục năm qua chỉ mong phun trào, nóng thật nóng, khói phun bụi bay. Lửa chưa trần ai, thế gian này bốc cháy. Magma là ta, sẽ lên ngôi một ngày không xa nha. Khi bầu trời tia lửa lên ngôi, ta sẽ ngồi trên ngôi cao nhất. Quy hàng thì ta sẽ tha cho, nếu được có ta sẽ đốt ra trò. Ta chính là bá chủ tương lai, nơi lửa trùm ta không sợ ai. Ta là loài độc ác xấu xa, lửa bao trùm thế giới dưới chân ta. Nhớ nghĩa phù thủy mắt ma tuy mạnh mẽ nhưng vô duyên. Có hai con chim điên tình nguyện đi theo. Đu đu theo là nó đu đu theo. Tưởng theo làm gì hai đứa làm lâu la. Đâm bóp mắt xa hầu hạ cho mắt ma. Sáng theo ma đội tối theo ma. Mắt ma ta là chim cuốn mèo, nhưng đừng nghĩ gặp ta là nghèo. Thân mận ta bột bèo nhưng ta quyết không để bị nghèo. Ta là con chim lợn cuộc đời ta ghét ai ngại ngớn. Mấy đứa tụi mới lớn vào TikTok mà like dùm ta. Cuốn mèo chim lợn lai đi, xe đi, ở không làm gì. Thôi đừng nhiều lời mà hãy đốt lên đi. Vu vơ làm chi lửa bao giờ rực cháy. Thôi đừng màu mè và đừng nói linh tinh. Thế gian làm thinh để ta làm chúa tể. Mắt ma mãi in.